Nhật ký Vương Khánh Hưng ngày 30 tháng 1 năm 2024. Hello, good morning. Trời sáng rồi. Tôi đi làm bài tập exercise buổi sáng. Trước hết là dùng lược kích thích da đầu để khí huyết từ nội thân lên làm tươi bộ óc. Dùng khăn ướt lau mặt. Massage cổ. Lao tài. Hôm nay là thứ ba, 30 tây tháng 1 năm 2024. Âm lịch là 20 tháng Chạp Đủ, năm Quý Mão, tháng Ất Sửu, ngày Quý Tỵ, giờ Nhâm Tý. Lúc này là thiếu 5 phút nữa là 7 giờ sáng. Tôi đi săn sóc hai bàn chân. Lau chân cho thiệt khô. Xô bóp bàn chân. Nắn gót chân. Ấn huyệt dũng tuyệt. Chăm sóc hai bàn chân như là tài xế chăm sóc các cái bánh xe. Gót chân là nơi chịu sức nặng của toàn thân. Bàn chân ảnh hưởng đến chuyện đi và đứng. Dùng dầu xoa bóp đầu gối. Giống như là tài xế vô nhớ bồ bánh xe. Chuyện đi lại phụ thuộc vào sự mạnh khỏe của hai chân. Đấm bóp hai quả thận. Đeo vòng mắt Phật.
thái độ. Cả tuần nay dính cái trận cảm sổ mũi khàn tiếng ho. Bây giờ là tập nội công thế đứng trên hai chân. Năm. Ổn định lục phủ ngũ tạng. Vào thế đứng một chân. Thôi. Vậy là tôi đã có bài tập buổi sáng tự chăm sóc cho cơ thể của mình. Bây giờ là nghỉ ngơi, thả lỏng. Nhấp mấy ngụm cà phê cho tinh thần tỉnh táo.
xem tin tức, cái tin thời sự. Tôi thích xem các cái kênh tiếng Hoa. Mỹ Quốc chiến bên nội chiến có không? Nói về cuộc tranh cử giữa Joe Biden và Donald Trump ở nước Mỹ, cuộc tranh giành vị trí tổng thống ở Mỹ diễn ra rất là căng thẳng. Trên các cái truyền thông Trung Quốc hay là Đài Loan, Hồng Kông thì tin tức được tường trình rất rõ ràng với chữ và hình. Tờ Châu là Texas đó, nói về tình hình ở Texas, nói về cái đường biên giới, bởi vì Texas nó có biên giới chung với Mexico. Tôi sẽ tiếp tục xem tin tức. Có thể tôi sẽ ra ngoài đạp xe một vòng để xem cảnh đường phố, ghé mua ổ bánh mì để lót dạ. Chào. Trời sáng rồi. Tôi đã ra ngoài. Tôi sẽ đi theo đường hẻm để ra đường Nguyễn Trãi. Lúc này bông giấy nở rộ. Dọc theo bên hông nhà, người ta thường trồng những chậu cây xanh để làm cảnh. Theo con hẻm này quẹo trái, tôi sẽ ra đường Nguyễn Trãi. Tôi đã ra đến đường Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi buổi sáng. Nắng đã thấy trên các tầng cao. Bầu trời bữa nay trong xanh, không thấy giận mây. Đi theo đường này tôi sẽ lên đường Nguyễn Văn Cừ. Tiệm bán đồ nội y
tôi sẽ băng qua đường Nguyễn Biểu. Tiếp tục đi thẳng để đến đường Quỹ Văn Cừ. Đây là chỗ chờ xe bus. Người ta đang đổi cái bảng trình bày. Nắng đã thấy xuất hiện trên các tầng cao. Quần áo rẻ như bèo, nghèo cũng có thể mua. 99 đến 159, 199. Đồ xả kho, do đó đại hạ giá. Năm nay mai nở sớm, thành ra thành phố chỉ có chơi mai giả, làm mai giả mà thôi. Ngã tư Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ. Ở đây có trường mầm non Vàng Anh. Đèn đỏ. Phụ huynh đưa con em đi học. Mọi người đang chờ đổi đèn. Ba, hai, một. Đổi đèn đỏ qua xanh. Điều khiển giao thông. Đường Nguyễn Văn Cừ. Nhà vệ sinh công cộng. Thu dọn rác trên lề đường. Ngày ngày tôi đều chạy trên những con đường quen thuộc. Tôi lấy cái gió, cái nắng để chống lại bệnh cảm, sổ mũi, khàn tiếng, ho. Tôi sẽ trị bằng gió và nắng. Đường Nguyễn Văn Cừ buổi sáng. Tôi băng ngang đường Phan Văn Trị, đi tiếp ra đường Trần Hưng Đạo. Buổi sáng nắng lên chói chang. Nắng buổi sáng. Mọi vật như bừng tỉnh. Bữa nay khai trương công ty vàng bạc trang sức khai trương. Người ta đã chuẩn bị đội lân để làm lễ khai trương.
trai của mình. Vàng và kim cương luxury là xa xí. Luxury, gold and diamond. Bên đây là xe bán cháu lòng ông Mập. Cuộc sống là như vậy, tương phản. Tôi đến ngã tư Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo. Đi thẳng thì tôi sẽ qua cầu Nguyễn Văn Cừ hoặc là ra đường Võ Văn Kiệt. Quẹo phải tôi sẽ vào đường Trần Hưng Đạo. Tôi đã vào đường Trần Hưng Đạo. Nắng ở sau lưng, nắng lên ở hướng đông. Tôi đang ở trên đường Trần Hưng Đạo, này là trung tâm giải trí, chữ nghĩa rớt hết trơn hết trọi. Điều này nói lên là người chủ không có săn sóc để cho cái mặt tiền tơi tả, tả tơi. Dấu hiệu của kinh tế suy thoái. Chạy lên sẽ ra Sài Gòn. Chạy về hướng Tây sẽ xuống Chợ Lớn. Bánh canh chả cá, sữa đậu nành. Heo nhỏ 30k. Bán đồ chơi 30k là 30k một cái bong bóng là khá đắt. Chợ đèn. Đèn đỏ thì mọi người dừng lại, chờ hệ thống đếm ngược báo là lúc nào sẽ đổi đỏ qua xanh. Nhiều người leo lề chạy cho nhanh. Đổi xanh. Xe chạy. Nếu quẹo trái tôi sẽ qua cầu Chữ Y và có thể qua quận 8 hay là Phạm Thế Hiển. Tôi quẹo phải vào đường Nguyễn Biểu, quẹo phải để đi ra đường Nguyễn Trãi về nhà. Đường Nguyễn Biểu buổi sáng. Bạn thấy nắng đã xuất hiện trên các tầng cao. Hủ tiếu. Đây là xe bán hủ tiếu. $35k một tô. Ông cụ mua bán đồ. Hủ tiếu.
gia. Có nhiều người không có tiệm, bán ở đầu hẻm hay là lề đường cũng được. Tôi tiếp tục đi trên đường Nguyễn Biểu. Tôi sắp đến tiệm bánh mì Tuyền Ký. Tôi sẽ ghé vào mua cho mình một ổ bánh mì 5K. Wow, bữa nay đông quá vậy. Tôi chờ. Tôi đang ở trên đường Nguyễn Biểu. Vô hàng để chờ lấy một ổ bánh mì. Bánh mì heo quay, thịt quay, một ổ 5.000. Đây là thịt quay. Có cơm, có bánh hỏi. Đây. Bây giờ thì tôi đi về. Đạp thẳng lên thì tôi đụng ngã ba Nguyễn Biểu, Nguyễn Trãi. Đèn đỏ rồi, dính đèn đỏ. Tôi kiếm chỗ dừng xe để chờ. Chờ đèn. Trước mặt là trường Đại học Sài Gòn. Dạy đủ thứ môn, thành ra không có cái tên riêng. Đổi đèn. Tôi vào đường Nguyễn Trãi. Những người bán đêm, những người bán chợ Tết, bán đêm, họ ngủ luôn ở đây, không có dọn. Sáng thì mở hàng, tối thì che lại ngủ, không có dọn hàng. Những người lớn tuổi thì đi exercise, đạp xe đạp. Tôi chờ bớt xe qua đường để về nhà. Tôi đã về tới đầu hẻm. Chỗ nhỏ. Vô con hẻm này thì tôi sẽ về tới nhà.
ở nước Lèo. Mấy con mẹ này nó bán hết rồi, nó vô cái chỗ nó bán mà ai đi chợ nữa. Thì phải vậy mà lại nó bán đủ rồi mình khỏi phải đi thôi, đi chỗ này chỗ kia không chợ cái rảnh á, đi lát quên rồi đó. Rau này đâu có ăn nhiều vậy mà em mua quá nhiều ngọt. Đâu có ngọt thêm cần mà chúng ta biết không mà biết cái gì ngọt cần mà nó bỏ thêm cho em vậy á. Cần biết bỏ thêm tức là không có tính tiền mà thì chắc nó cũng tính vô rồi kia hết à. Quá nhiều cần không nhiều bạn đó được dụng ra khỏi đê gì đó. Quậy lắm. Ê mà đường tăng đó nha chứ không phải tăng tăng nhiều đó nha cũng. Đường nó tăng nhiều quá. Bảy mấy. Cái gì bảy mấy? Tính rồi cái. 130 mấy. Không tính rồi chỉ số kia bảy mấy. Cũng bảy mấy à. Mười mấy năm nay bà bá cứ bảy mấy rồi rồi giảm quá đó mà ra bà phải chỉnh thuốc lại. Giảm gì còn bốn mấy à, ngồi xuống đứng dậy là chống mặt cho nó hạ đường huyết. Bám tin là biểu có chụp hình cho bà cô
kiếm nằm da bánh mì đóng nước nè. Hớt của bà này vẫn ngậm, nó bớt lại ăn ngon. Ăn hớt ngậm giấm nó tươi cay quá chưa qua ngậm. Người ta gọi là tâm lý, người biết mua bán tâm lý. Ba mươi rồi, mai là 31 là hết tháng 1 nữa rồi. Bữa nay âm lịch là 20 rồi, sắp đưa ông táo rồi. Nhâm nhi cà phê. Uống cà phê đen. Nè thời sự. Ông ơi lấy giùm cha thuốc ông ơi, của cha nước. Rồi. Tiếp tục thời sự. Phải thổ ma ma. Cười rộn ràng. Chào. Ping an, ping an,
thịnh thịnh an an. Hello, chào. Lúc này là 10:30. Tôi đã phải có chuyện làm. Đi giặt đồ xong, máy giặt xong. Bây giờ thì đi phơi đồ. Uống chanh dây. Tôi chọn cho mình những bài hát vừa làm vừa nghe hát. Nhạc xuân đi. Nhạc xuân 2024. Xuân này con không về mẹ ơi. Đây là nhạc xuân. Bây giờ thì tôi lên lầu. Lên lầu. Lấy thêm cái giỏ để đựng đồ. Nó đang lên lầu. Máy giặt để ở bên hông nhà. Mở cửa. Tôi đã ra bên hông nhà. Lấy đồ. Tôi đang lấy đồ ra khỏi máy giặt. Nếu con không thì chắc mẹ buồn lắm. Mái tranh đẹp không người sửa sang. Khu vườn yêu hoa phản mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về. Xong. Để chụp vài tấm hình. Chào xuân.
cho mẹ 2 năm. Từ 2 hộp mè làm ra cây mè, cây mè bonsai. Bây giờ là đem đồ ra ngoài trước, hàng lang trước để phơi. Nắng rất tốt. Tôi phơi bằng móc lên đây. Giống như là mình treo thịt. Tắt rồi, mất sóng. Tôi thay đổi đường kết nối. Thank you.
phơi giống như là treo thịt. Cứ treo lên. Nắng và cái hơi nóng sẽ làm cho đồ màu khô. Còn cái quần nữa là xong. Kéo đồ ra cái chỗ nắng. Như vậy là tôi đã phơi xong đồ. Bên hông nhà có cây táo. Cây khế star fruit. Rất nhiều bông khế. Có nhiều trái khế. Như vậy là Tết này sẽ có những trái khế chín. Đây là cái hồ nuôi cá, cái bồn để nuôi cá. Ở dưới những con cá nhỏ lăn tăn. Cây mai năm nay thì không có bông rồi, nó nở hết rồi. Cây mai nó đã nở hết rồi. Vậy là tôi đã làm xong cái công việc phơi quần áo. Biểu diễn võ thuật. Không sợ sợ.
Chào. Hello. Chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi gần trưa. Lúc này là 11 giờ 15 phút. Tôi đang uống chanh dây. Rồi, nghe rồi. Nghe rồi, chờ chút. Rồi đi ra ngoài mở cửa. Mở cửa bên hông nha. Đâu có gì đâu, ta đang đem quay á. Bây giờ là đang về buồn nghỉ ngơi. Nghỉ buổi trưa. Nghỉ buổi trưa thì nằm đọc xem Facebook của bạn bè, tìm ý tưởng để kể chuyện. Đây là trang Facebook của bạn Ngô Cẩm Tú. Có bài viết là bớt đi để không bị đời dùi dập. Nhấn vào see more để coi hết cái bài viết này. Đây là bài viết trên trang Facebook của bạn Ngô Cẩm Tú. Để đọc bài này thì thay vì tôi nằm đọc thì tôi sẽ bắt Google Translate đọc giùm tôi, và như vậy là tôi sử dụng cái chức năng nghe, thay vì đọc thì tôi nghe. Tôi đưa ngón tay chạm vào đây để chép nó vào dùng nhớ đệm. Nó chép cái bài này vào dùng nhớ đệm. Bây giờ tôi về trang home. Tôi mở Google Translate. Tôi nhấn vào chữ paste, tức là tôi dán cái văn bản đã có trong dùng nhớ đệm vào trong Google Translate. Nhấn vào chữ paste. Như vậy là bài viết đã được đưa vào Google Translate. Bây giờ thì tôi chỉ cần nhấn vào cái nút của cái loa, nhấn vào cái speaker là tôi sẽ nghe đọc. Bớt đi. Đó, nghe đọc. Không bị đời vùi dập một. Bớt tin người, bớt đi kỳ vọng sẽ không phải nhận lại sự hụt hẫng cùng cực. 2. Giữ cái miệng sạch nên biết cái gì nên nói cái gì không. Trước khi nói hãy dùng não để tư duy, đừng bộp chộp miệng nhanh hơn não để rồi phải hối hận. 3. Bạn có mắt, có tai để quan sát và lắng nghe, có não để tư duy, có miệng để phát ngôn. Hãy sử dụng chúng thật tốt. 4. Muốn thành công, trước hết hãy học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân. 5. Bỏ ngoài tai những lời gièm pha, ganh ghét. 6. Xây dựng niềm tin với chính mình. 7. Hãy là người tử tế, tinh tế và thiện lương. 8. Ngừng tạo nghiệp, đặt điều hại người, lật lọng, dối trá. Thay vì đọc bằng mắt thì tôi nghe bằng tai. Sống phải biết trước biết sau.
túm lại là biết điều. 10. Làm tốt việc của mình. Không giúp được ai cũng đừng hại ai. 11. Chỉ cần bạn có quyết tâm, có mục tiêu thì không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. 12. Đọc sách thường xuyên. 13. Tập thể dục hàng ngày. 14. Hạn chế thức khuya, rèn thói quen dậy sớm. 15. Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hoặc qua miệng của người khác. 16. Đừng chần chừ, sợ hãi nữa, muốn gì thì làm đi. Không làm thì sao biết là thành hay bại? Bạn không có nhiều thời gian để do dự. 17. Ngừng dằn vặt bản thân. Nguồn ST. Nguồn ST là nguồn sưu tầm á. Bạn thấy là tôi không cần phải đọc bằng mắt. Như vậy có nghĩa là tôi thép vào đây, thép vào cái speaker thì tôi lại có thể nghe đọc. Còn nó dịch ra phần tiếng Trung, tôi cho dịch ra phần tiếng Trung. Dịch ra phần tiếng Trung. Như vậy tôi có thể ôn tập phần tiếng Trung cũng tương tự. Tôi chỉ cần nhấn vào cái speaker, cái dấu hiệu speaker là tôi sẽ nghe đọc. 少一点，以免被生活打扰；一，少一点信任，少一点期望，你就不会感到极度失望。 二， 保持嘴干净。 Tôi vừa nghe vừa đọc chữ để luyện phần tiếng Trung của mình. 先用脑子思考一下，不要嘴巴张得比脑子还快，然后就后悔了。 然后就后悔了。你有眼睛和耳朵来观察和倾听，有大脑来思考，有嘴巴。用大脑来思考。好好利用它们。好好利用它们。首先要学会控制自己的情绪。控制自己的情绪。忽视诽谤和嫉妒。六。与自己建立信任。与自己建立信任。善良。细腻善良的人。八，停止造业，放置伤害他人的东西，揭露谎言。九，要想活着，必须先知后知后觉。简而言之，就是了解事物，就是了解事物。做好本职工作。如果你不能帮助任何人，就不要你不能帮助任何人，就不要伤害任何人。只要你有决心和目标，开始永远不会太晚。十二，定期读书。定期读书。每天锻炼身体。每天锻炼身体。限制熬夜，养成早起的习惯。养成早起的习惯。不要以貌取人。不要以貌取人。十六，不要再犹豫，也不要害怕。不要再犹豫，能够犹豫。如果你不做，如果你不做，他会成功还是失败？怎么会知道他会成功还是失败？十七，别再自责了。别再自责了。哈哈哈哈。Lãi diện. Đây là phần pin viên. Đó là cách tôi đọc Facebook của bạn bè. Nhất cử tam tứ tiện. Vừa chuyển bài văn dạng chữ viết ra tiếng nói, vừa cho dịch ra môn ngoại ngữ mà mình ưa thích. Và nhờ vậy mà thay vì đọc những dòng chữ lý nhí thì mình nghe ở mọi tư thế. Và sau đó thì mình có thể dùng cái bài học đó, cái bài viết đó
để rèn luyện cái môn ngoại ngữ mà mình ưa thích. Đó là cái cách mà tôi dùng để đọc những trang Facebook của bạn bè. Chào. Hello. Chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi gần trưa. Lúc này rảnh rỗi, tôi xem Facebook của bạn bè. Trên trang Facebook của bạn Nguyễn Tuấn. Có hình của nhà thơ Quái Kiệt Bùi Giáng. Và ở đây có một bài thơ của nhà thơ điên Bùi Giáng. Người ta viết là như vậy. Điên mà làm được thơ hay. Cũng ngộ. Quang con cũng ơi. Để nó đi, lát cũng quang. Cũng đang làm chuyện. Tôi sẽ đọc diễn cảm cái bài thơ Cát Bụi của nhà thơ Bùi Giáng, của lão tiền bối nhà thơ trứ danh Bùi Giáng. Ông là một nhà thơ có đời sống khá lập dị. Nhiều người cho ông là một người điên. Một người điên mà làm được những bài thơ trứ danh, lưu truyền muôn thở. Tôi sẽ đọc bài thơ Cát Bụi. Cát bụi ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ. Ta cứ ngỡ xuống trần chỉ một chốc, nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay. Bạn thân ơi, có bao giờ bạn nghĩ cuộc đời này chỉ tạm bỡ mà thôi? Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ, khi trở về Cát Bụi cũng trắng tay. Cuộc đời ta phù du như cát bụi, sống hôm nay và đâu biết ngày mai. Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi, rồi cũng về với cát bụi mà thôi. Thì người ơi, xin đừng ganh đừng ghét, đừng hận thù tranh chấp với một ai. Hãy vui sống với tháng ngày ta có, giữ cho nhau những giây phút tươi vui. Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc,
vì đời ta đã sống trọn kiếp người với tất cả tấm lòng thành thương mến đến mọi người xa lạ cũng như quen. Ta là cát, ta sẽ về với bụi, trả trần gian những cay đắng muộn phiền. Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy, không còn buồn lo lắng chôn trần ai. Tác giả Bùi Giáng. Đó là câu chuyện tôi tự biên tự diễn, đọc thơ của nhà thơ trứ danh Bùi Giáng. Chào. Chào bạn. Đây là Sợ Lớn. Sợ Lớn hôm nay là thứ ba, 30 tây tháng 1 năm 2024 âm lịch, nhằm ngày 20 tháng 12 đủ năm Quý Mão. Thế vận hôm nay, tài vận 50%, việc học 61%, việc làm 96%, số đào hoa 72%, chuyện tình ái 76%, an toàn 57%, sức khỏe 56%, tổng hợp 64%, tạo ra những nhánh mai rực rỡ. Những chuyện làm được, những chuyện làm được hôm nay là thu nhận tiền bạc, đề thân đính hôn, đầu tư nạp tài, ký kết hợp đồng, giao dịch, thử xe, mua xe, sửa chữa kiến tạo, thăm viếng người thân bạn bè, dựng trụ lên kèo, sửa chữa nhà kho, động thổ, mài áo, áo cho tân nương, áo chúc thọ, thu dưỡng nhập nhân khẩu, ủ rượu, mục dưỡng, nạp xúc, kinh lạc, lễ thành nhân, lâm chính, thần dân, tấn tài, tấn tuổi xung khắc. Hôm nay là ngày của tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ con rắn, ngày là ông rồng. Tuổi Tỵ con rắn xung khắc với tuổi Hợi con heo. Giáp thịt. Người ta làm hình sinh tiêu tương hại. Tuổi Tỵ con rắn hại tuổi Dần con cọp. Cầu phúc đến nhà nhà. Lục hợp sinh tiêu. Tuổi Tỵ con rắn lục hợp với
tuổi Thân, con khỉ. Tam hợp sinh tiêu, tuổi Tỵ, con rắn. Tam hợp với tuổi Dậu, con gà. Và tuổi Sửu, con trâu. Phương vị của các vị các thần. Hỷ thần ở hướng đông nam, Phúc thần ở hướng đông bắc, Tài thần ở hướng chính nam, Dương quý nhân ở hướng đông nam, Âm quý nhân ở hướng chính đông. Chúc các bạn một ngày nhiều may mắn. Have a good day.